Hello, xin chào quý vị đã quay lại với kênh ẩm thực tự do của Nhi và kênh Hoa trôi trên sông nước. Đó, hôm nay Nhi sẽ giới thiệu với quý vị đại gia đình mình là về vườn rau của nhà Nhi nha. Chiều hôm nay xong công việc có một chút thời gian, bây giờ đi ra xe thăm vườn đây. Đây, đây là những cái cây mà Nhi đã trồng trọt thành quả. Và những cái cây này là rất là có bổ ích cho sức khỏe nha. Thứ nhất là rau mồng tơi, nè mồng tơi của Nhi. Đó. Cái thứ hai là đây là mướp, Nhi thường gọi là mướp đắng. Cái này là mướp đắng rừng. Mướp đắng rừng, cái giống của nó là dây nhỏ và lá nhỏ thì nó giống như là khổ qua rừng vậy đó. Thì người ta thường gọi là khổ qua rừng, nhưng mà Nhi gọi là mướp đắng rừng. Mướp đắng nhà mình á, nó cái dây nó sẽ to hơn và cái lá nó sẽ to hơn, còn cái giống thì giống rừng á thì cái lá nó sẽ nhỏ hơn và cái cọng nó cũng nhỏ hơn nha quý vị, rất là dài. Và cái lá khổ qua rừng này á, lá mướp đắng rừng này nó có tác dụng gì về cho bệnh gan và cũng như là thận hoặc là tim mạch nha, thì Nhi sẽ chia sẻ với quý vị cái clip sau nha. Còn hôm nay Nhi sẽ chia sẻ với quý vị là bằng thăm vườn thôi, cây nhà Nhi trồng được. Đây được một mớ coi như là khổ qua rừng này. Mướp nó ra nó bò quá trời luôn nè, thấy đã dễ sợ. Như làm cái vàng bé bé xinh xinh nhưng mà rất là nhiều cây nha. À, đây là cây cà chua. Cây cà chua đây. Cây cà chua nè. Đó. Nó đang ra hoa chuẩn bị ra trái nha quý vị. Rồi, đây là cây bạc hà. Bạc hà này là mình nấu canh chua hoặc là nấu canh cá lòng tong. Đó, mình có thể có bạc hà ở nhà luôn. Đó, bụi bạc hà thiệt là to này quý vị. To ghê không? Đó. Bụi bạc hà. Đã ghê chưa? Đã ghê chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được 3 bụi, 4 bụi, 5 bụi. Và 5 bụi bạc hà với lại 3 bụi khoai môn. Môn này môn tím nha. Môn tím nha quý vị. Đây, môn đi sẽ đưa cho quý vị coi. Cái cây môn của nó nè. Đây nè, đây nè. Đó, đâu rồi? Đó, cái bụi môn này đúng rồi đó. Hello, xin chào quý vị. Tiếp tục hôm nay Nhi lại chia sẻ tiếp tục về cái vườn của mình nha. Đây là những cây mít của mình trồng nè. Đó, có em bé nào đang ăn chuối kìa. Đây là bông hoa của mình trồng nè, đẹp không? Đó. Đó, cái này là hoa màu vàng hay màu hồng? Màu hồng. Màu hồng nha. Tại vì trước như trồng rau dền, bây giờ nó ra quá trời rau dền luôn. Đây, còn cái cây này là cái tên của nó như quên rồi, nhưng mà nấu canh ăn rất là tốt nha, rất là mát. Đó, rất là hợp cho người bệnh tiểu đường, cao huyết áp nè. Đây là cái cải của Nhi. Cải mà riết là bây giờ nó ra bông, nó thành bông cải rồi. Nhưng mà không sao quý vị, nó ra ngồng như vậy chứng tỏ nó quá nhiều hạt này, thấy không? Nó rất là nhiều hạt trong cái nhánh như thế này. Thì sau khi nó nở bông, nó tàn bông mà cái hạt này nó sẽ rơi xuống đất, thì nó ra sẽ có thêm một lớp rau cải mới chúng ta ăn. Đó. Mà đồng thời chúng ta lại trong thời gian mà nó rụng cái hạt này thì chúng ta cũng chơi chơi để tượng trưng chơi kiểng được luôn, đẹp không? Vừa có bông màu vàng, vừa có cái hạt. Đã chưa? Đẹp ha. Đó, vườn nhà Nhi rất là nhiều bông nha. Bông cây trái với rau lẫn lộn. Đây, trồng bao nhiêu tháng mới được cho 3 tháng rồi đây. Nó cao ngồng ngồng mà mới đầu trồng có mấy cây thôi, giờ nó đẻ ra. Tại vì nó rụng xuống á, là cái bông này nó rụng xuống nó sẽ lên một cái lớp khác nhiều hơn. Tơi bời luôn. Rồi, hello. Đây là cây ớt thần kỳ này. Ớt này là ớt kiểng màu tím nha. Thường thường chúng ta để chơi thôi. Nhưng mà ăn cũng rất là cay, rất là thơm. Đó. Đây, cái trái của nó này nó mới ra. Trái mới ra nên nó nhỏ xíu xíu rồi, thấy không? Đó, đây. Đây, đó, nó nhỏ quý vị thấy không? Đây, nó nhỏ này. Đây. Mờ dữ vậy. Đó. Đó, trái này.
Nè, trong này nó đang ra bông nè. Bông nè, bông màu tím nè. Bông rồi. Cây này thì ăn hết trái luôn rồi, cùn luôn rồi. Mồng tơi à, mồng tơi này là không kiêng cự cho bất cứ ai và cũng không có kiêng cự bất cứ bệnh nào. Rất là hàn, và có nghĩa là rất là mát. Và cái độ nhờn của nó tạo tiêu hóa dành cho những người mà bị nóng trong người, nóng gan, giải nhiệt. Rồi dành cho những người mà táo bón, khó đi vệ sinh. Dành cho trẻ em rất là ok nha mọi người, nha quý vị. Đây cái cải xanh của Nhi nè quý vị. Đó, thấy đã không? Cái lá nó chà bá vậy đó. Đó, cây nào Nhi cũng để cho nó lên bông đó. Mình cứ lặt cái lá mình ăn thôi, cái lên bông này. Đó, đó. Tại vì nó lên bông như vậy á, nó mới ra được nhiều cái hạt giống cho mình. Đó, trời ơi, đẹp ghê chưa. Hoa cúc, hoa mai, chen nè. Nhiều lắm, đây. Bông là bao la luôn á, bông tơi. Đây nè quý vị, đó. Đó, thấy không? Một chuỗi nó nằm dưới này luôn nè. Một chuỗi nó nằm đây luôn à. Ok không? Ớt nè. Đó, bên này là ớt xanh nha. Ớt xanh này như ăn, như bỏ cái hạt xuống đây, cái rồi nó cũng mọc lên nè. Cũng có chút chăm bón là mình bỏ tí đất trộn với lại là tưới nước cho nó. Đó, nói chung là mình bỏ hạt xuống là mình phải có chăm thì nó mới có để mà dùng quý vị. Tơi nè, cái mùng tơi của Nhi nè, nó bò khắp luôn này. Đó quý vị coi này, đó, nó lên một chùm một đám. Đó, một đám luôn á, là mùng tơi không đó. Đó, như lặt lá như ăn hết, còn để cái cọng, cái cây nó dài dằn vậy luôn á, nó quá trời đọt luôn. Nó quá trời đọt luôn.